Chuyện nhân quả tập 8, chết chưa hẳn là hết. Đối với mọi người nói chung, lúc chết là khoảng thời gian quan trọng nhất. Dù là người phương Đông hay là người phương Tây, dù là Phật tử hay tín đồ của một tôn giáo nào khác, dù là người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, người ta cũng đều giống nhau ở điểm này. Một khi thần thức rời khỏi thể xác vốn thường được quý trọng của mình, thì đó là khúc quanh quan trọng nhất của cuộc đời người. Bởi vì cái chết sẽ đưa con người ta đi tới một cõi giới bí ẩn. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, người ta sẽ đứng ở giữa ngã ba đường. Nếu đã được sửa soạn trước, người ta sẽ sẵn sàng đi tới với sự tin tưởng và thoải mái, giống như con đại bàng vươn cánh lên bầu trời cao. Và theo giáo lý của nhà Phật, nếu như không có sự chuẩn bị trước, người ta sẽ phải trải qua chu trình sống, chết, tái sinh nhiều lần. Đa số người ta không thích nghe nói về cái chết. Cái mà không thể tránh được của mình vốn có thể tới bất cứ lúc nào. Họ còn không dám nghĩ đến sự chết và chỉ chú tâm vào những công việc trong đời sống hàng ngày của mình. Những người có tín ngưỡng thì tin rằng còn có một sự sống ở bên kia cửa tử. Trong khi nhiều người không có tín ngưỡng lại cho rằng chết là hết, người ta không còn gì cả. Ngày nay, chúng ta đang trong thời đại hoàng kim của khoa học kỹ thuật. Thế nhưng kiến thức của chúng ta về sự sống ngừng lại ở chỗ hơi thở chấm dứt. Khoa học và kỹ thuật không thể cho ta biết là có hay không có sự liên tục của tâm thức sau khi người ta chút hơi thở cuối cùng. Việc nghiên cứu vấn đề này một cách nghiêm túc bị các nhà khoa học, y học thuộc dòng chính ngạch bác bỏ. Trong thời đại hồ nghi này, người ta thường cảm thấy khó có thể tin là có một cuộc sống ở đời sau vì họ sợ bị người khác xem là kẻ kém trí tuệ, đơn sơ và ngây thơ. Bất cứ khi nào mở máy truyền hình, chúng ta cũng có thể trông thấy những hình ảnh chết chóc, dù là những cái chết giả trên điện ảnh hoặc những đoạn phim thời sự về những người trên thế giới chết vì bệnh tật, bị tai nạn hay bạo động. Rất ít khi chúng ta được trông thấy những hình ảnh tự nhiên về những người chết một cách bình thường hay đang trong cơn hấp hối, mà thường được trông thấy nhiều hơn hình ảnh của những tang lễ với nhiều màu sắc, với người chết được trang điểm, nằm bên trong quan tài được trang trí bằng nhiều bông hoa xung quanh. Nếu dám nhìn trực tiếp vào sự sống, cái chết, chúng ta sẽ thấy rõ sự luân hồi sinh tử là quy luật dành cho toàn thể sinh linh. Con người sinh ra, chết đi và sẽ tái sinh trở lại. Và để minh chứng cho những dẫn chứng kể trên, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta lắng nghe những câu chuyện nhân quả dưới đây để biết thêm chi tiết. Câu chuyện thứ nhất, trả hết nợ rồi hãy đi. Có một vị hòa thượng đã cứu sống một người tự sát. Người đó từ từ tỉnh lại, nói với vị hòa thượng rằng: cảm tạ đại sư, nhưng ngài không cần thiết phải tốn hơi sức để cứu tôi làm gì. Tôi đã hạ quyết tâm là sẽ không sống tiếp nữa rồi. Hôm nay tôi không chết, ngày mai tôi cũng lại kết liễu đời mình mà thôi. Hòa thượng thở dài một hồi rồi nói: tôi thực sự không thể nào ngăn cản cậu được, nhưng tôi muốn thử hỏi cậu, những gì cậu nợ, cậu đã trả hết hay chưa? Người kia cảm thấy rất kinh ngạc và hỏi: nhà tôi tuy gia cảnh không lấy gì là khá giả, nhưng mà vẫn cơm no áo ấm, không thiếu thốn. Hơn nữa từ trước tới giờ, tôi chưa từng thiếu nợ ai cả. Vị hòa thượng chậm rãi và nói: thế hình hài của cậu mượn từ ba mẹ, cậu đã trả nợ ba mẹ chưa? Hết thảy mọi thứ cậu ăn, cậu mặc đều là vay mượn từ thiên nhiên. Như vậy là cậu đã mắc nợ với thiên hạ. Tri thức cũng như trí tuệ của cậu là được vay mượn từ thầy, vậy cậu đã mắc nợ người thầy của cậu. Những món nợ mà con người thiếu giống như loại này ngay ở kiếp này đây quả thật là nhiều. Cậu đã đều trả hết chưa? Người kia nghe xong giận mình hoảng hốt và nói: nếu nói như vậy, tôi quả thật là mắc nợ rồi, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để trả nợ. Hòa thượng mỉm cười và nói: đây này, có gì khó đâu, chỉ hai chữ là đủ rồi. Người đó ngẩn người ra, nhanh miệng nói: cúi xin đại sư chỉ điểm. Hòa thượng lạnh mỉm cười và nói: hai chữ thôi, đó chính là hai chữ trần quý. Người đó suy nghĩ một hồi, bái lạy vị hòa thượng, rồi quay mình ra khỏi cửa chùa, tinh thần phấn khởi mà đi. Câu chuyện thứ hai, sau khi tự sát sẽ phải đọa xuống địa ngục. Vào tháng 5, năm thứ 7 Khang Hy, Trương Đại, người Trấn Giang, Dương Châu bị bệnh nặng qua đời. Sau đó được gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói:
bắt nhầm người rồi. Nếu như ông đã đến đây rồi, nhân tiện phiền đồng giúp ta gửi một bức thư tới Dương Gian. Thế là ông được quỷ tốt dẫn đến tham quan một thành phố. Trên tấm biển treo ở cửa thành có viết hai chữ chết oan. Ông nhìn thấy rất nhiều hồn ma kéo theo cái lưỡi dài hơn một tấc, tự nhận là quỷ chết treo. Mỗi ngày đến một thời điểm nhất định, quỷ chết treo cần phải nếm trải cái khổ bị treo cổ lần nữa. Sau đó Trương Đại lại nhìn thấy rất nhiều hồn ma khác, thân thể sưng phù, áo quần ướt sũng, tự xưng là quỷ nhảy sông tự vẫn. Còn một số hồn ma, kẻ thì không đầu, kẻ thì đứt họng, kẻ thì thất khiếu, chảy máu, tự nhận mình là những người đời trước tự sát, uống thuốc độc mà chết. Mỗi ngày vào giờ quy định phải dựa theo cách chết đời trước mà biểu diễn lại một lần nữa, thật là thống khổ vạn phần. Những hồn ma đó muôn lời như một, liền nói: chúng tôi khi còn sống đều cho rằng hễ là chết, nhưng thật không ngờ sau khi chết đi thân lại thống khổ đến thế này, thực sự có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trương Đại hỏi: những hồn ma đó đến khi nào mới có thể đầu thai làm người đây? Quỷ tốt nói: không thể đầu thai nữa rồi. Nói chung hồn ma người tự sát được chuyển sinh làm người trước điện Diêm La là vô cùng ít ỏi. Thân người khó có được như vậy, thế mà lại không biết trân quý, lại còn tìm đến cái chết. Những người này tại âm gian đã cô phụ tấm lòng của Diêm Vương, vì ông lúc nào cũng khích lệ họ làm người tốt tại nhân gian. Thế rồi khi sống trên thế gian lại cô phụ công dưỡng dục to lớn của cha mẹ. Huống hồ một người tự sát sau đó sẽ khiến người nhà trên dương thế phải đau khổ, thật là hại người không nhẹ. Do đó Diêm Vương ghét nhất là loại người này, phán cho họ vào đường súc sinh, không được chuyển sinh làm người. Xem xong cảnh này, ông trở về báo lại với Diêm Vương. Diêm Vương nói: khi ông về nhân gian, hãy đem những lời này mà nói rõ với người đời sau. Sau đó Diêm Vương lớn tiếng vỗ mạnh vào bàn, Trương Đại mới giật mình tỉnh dậy. Câu chuyện thứ ba, người tự sát dễ chiều mời quỷ chết oan đến làm người thay thế mình. Tại một nông trang nọ, có một đôi vợ chồng tá điền họ Triệu. Hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Một ngày kia, người vợ nghe nói ông chồng mình có tình nhân bên ngoài, cũng không biết là thật hay giả. Bà vợ tính khí vốn điềm đạm dịu dàng nên cũng không làm ầm ĩ như người ta, chỉ nói đùa với chồng rằng: nếu như chàng không yêu thiếp mà lại đi yêu con hồ ly tinh kia, vậy thì thiếp sẽ treo cổ tự sát cho chàng xem. Ngày hôm sau, trong khi người vợ đang ở ngoài đồng, gặp một người thầy đồng. Ông thầy đồng này có cặp mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ cõi âm bên kia. Nhìn thấy bà vợ, ông kinh hãi la lên: sau lưng bà, tại sao lại có một con quỷ, nó chết nó bám theo như vậy? Lúc này bà vợ mới biết rằng ngay cả những lời nói đùa trong lúc nói chuyện thì ma quỷ cũng đều nghe thấy được. Phàm là những ai tự sát nhất định phải tìm được người thay thế mới có thể được đầu thai chuyển sinh. Cũng không biết được vì sao cõi âm gian lại quy định như vậy. Có thể là vì chán ghét những người tự sát kia, vậy nên không để cho họ có được sinh mệnh mới một cách mau chóng. Cũng là để cho con người trên thế gian sau khi biết được không còn dám tùy tiện tự sát nữa. Câu chuyện thứ tư, câu chuyện nói về một người họ Nhiếp đi vào trong núi sâu để tảo mộ. Trên đường về nhà, vì là mùa đông đêm dài ngày ngắn, chẳng mấy chốc thì trời đã tối. Ông sợ trong núi có cọp beo theo sau, liền chạy thục mạng xuống núi. Sau đó nhìn thấy ở lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang, ông vội vàng chạy vào trong miếu. Lúc này trời đã hoàn toàn tối hẳn, thế là ông liền ở tạm nơi này một đêm. Bỗng nghe thấy góc tường có tiếng người nói vọng ra: đây không phải là nơi dành cho người ở, ông hãy mau chóng rời khỏi nơi đây ngay. Họ Nhiếp hỏi tại sao ông ta lại ở nơi tối tăm như vậy, thì người kia trả lời: tôi là con quỷ chết treo, ở đây vốn để đợi người thay thế. Người họ Nhiếp nghe xong liền rợn tóc gáy, vô cùng sợ hãi. Sau đó liền nói: nếu như bây giờ đây chẳng may ra ngoài mà bị cọp với beo ăn thịt thì sao? Thà rằng bị quỷ giết hại còn hơn là bị cọp beo ăn thịt. Hồn ma nói: không đi cũng được, nhưng mà âm dương vốn dĩ không trùng đường trùng lối. Ông không chịu được sự xâm nhiễm của âm khí, tôi cũng không chịu được dương khí,
cả hai sẽ đều không được an định. Vậy thì chúng ta mỗi người ở một góc, không được đến gần nhau. Sau đó họ Nhiếp hỏi hồn ma rằng tại sao cần phải tìm người thay thế. Thì hồn ma liền nói: ông trời có đức hiếu sinh, ông vốn không mong muốn người ta tự sát, tựa như trung thần chết vì đất nước, liệt nữ chết vì chồng. Tuy đều là tự sát nhưng không cần phải tìm người thế thân. Còn những người hoàn cảnh bức bách đến đường cùng, đã không còn đường để sống nữa, ông trời cũng sẽ niệm tình cho họ rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thế là họ dựa vào những việc thiện ác của họ làm lúc sống để họ đi đầu thai, cũng không cần tìm người thay thế. Nếu vẫn còn có một con đường sống, hoặc là chút chuyện bất bình liền chịu không nổi, hoặc là muốn mượn điều này để liên lụy người khác, liền khinh suất mà tìm đến cái chết, đây chính là làm trái với tấm lòng sinh dưỡng của vạn vật trời đất. Vậy nên họ sẽ bị trừng phạt, đợi đến khi tìm được người thay thế mới thôi. Thời gian bị giam cầm trong nơi u tối thường thường phải trên 100 năm hoặc 1000 năm vẫn còn chưa kết thúc. Họ Nhiếp hỏi: không phải còn có chuyện mà dẫn dụ người khác làm người thế thân hay sao? Hồn ma đáp: loại việc như vậy tôi thực sự không nhẫn tâm để làm. Phàm là những ai chết treo, nếu như là để bảo toàn tiết nghĩa mà chết, linh hồn sẽ từ đỉnh đầu thăng lên trên, quá trình tử vong đặc biệt mau chóng. Còn nếu như là phẫn nộ, đố kỵ mà chết, linh hồn sẽ từ con tim trở xuống mà đi ra ngoài, quá trình tử vong tương đối chậm chạp. Ngay tại thời khắc còn chưa tắc thở, hết thảy huyệt mạch sẽ chảy ngược lại, da thịt như muốn nứt ra, đau như dao cắt, lồng ngực dạ dày tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu cùng cực. Trải qua mười mấy khắc, linh hồn mới thoát ra khỏi nhục thể. Nghĩ đến cái khổ này, mỗi khi tôi nhìn thấy có người treo cổ, lập tức sẽ ngăn cản, tại sao lại nỡ lòng nào dẫn dụ người ta làm người thế thân cơ chứ? Họ Nhiếp nói với ông ta: ông có được thiện niệm như vậy, nhất định sẽ được sinh đến cõi trời. Hồn ma nói: cái này tôi không dám mơ xa, chỉ nguyện một lòng niệm Phật để sám hối nghiệp tội khi xưa là tốt lắm rồi. Không lâu sau thì trời đã sáng, hỏi nữa cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn kỹ một cái thì hồn ma đã không thấy đâu nữa. Về sau họ Nhiếp mỗi lần lên mộ tế bái thì cũng đều mang theo một phần cúng phẩm, tiền giấy để tế bái hồn ma kia. Những lúc như vậy sẽ luôn có những cơn gió xoáy nhẹ nhẹ quanh quẩn hai bên. Một năm sau đó không còn thấy gió xoáy đâu nữa. Ông nghĩ lòng chắc thiện niệm đã giúp ông ta thoát khỏi con đường làm quỷ rồi. Câu chuyện tiếp theo. Thập niên 70 có một sự kiện xảy ra tại thành phố Bắc Kinh. Có một người phụ nữ hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn khỏe mạnh, tên là Lưu Thị. Gia đình có 6 người thuê vài căn phòng trọ. Một gian là mẹ chồng ở, hai gian là người phụ nữ đó và cháu trai cháu gái ở, còn hai gian khác là con trai con gái ở. Chồng của Lưu Thị mất từ khi nào thì không rõ, chỉ biết gia đình chuyển về đây anh đã không còn nữa. Mẹ chồng không phải là mẹ ruột của chồng Lưu Thị, bởi chồng Lưu Thị chỉ là con nuôi của cụ bà. 70-80 năm trước, theo tục lệ ở làng, con gái không được kế thừa gia sản của gia đình, và phụ nữ có gia sản mà không có con trai thì nhất định phải nhận con trai của người thân làm con nuôi, nếu không toàn bộ gia tài đều bị người thân kế thừa. Việc nhận con nuôi này là vô cùng nghiêm túc, tuy rằng không có thủ tục giấy tờ pháp lý nhưng còn nghiêm túc hơn nhiều so với thủ tục pháp lý ngày nay. Chồng Lưu Thị đã chết, thế nhưng cả gia đình cô đều phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng bà cụ. Cuộc sống hàng ngày của bà cụ ra sao không ai được biết, chỉ biết từ trước cho đến nay bà cụ không bao giờ ăn cơm chung cùng với mọi người, cơm nước đều được đem tới phòng cho bà. Một ngày không may, cụ bà bị ngã gãy xương phải, nằm trên giường. Đó là căn phòng phía nam, mùa đông không có ánh mặt trời, cũng không bao giờ thấy có người đưa cụ bà ra ngoài phòng tắm nắng, càng không có người lật mình cho cụ. Phía dưới mông của cụ thịt bị thối loét vì nằm liệt giường. Từ đó hàng xóm đều dần dần không nhìn thấy cụ bà nữa. Sau này mọi người thường xuyên nghe thấy lời oán trách của Lưu Thị rằng cụ bà hay đại tiện trên giường. Mọi người cũng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đói, kêu khát của cụ bà. Rồi một ngày người ta nghe nói mẹ chồng của Lưu Thị chết đói trên sàn nhà, vì Lưu Thị sợ cụ bà sẽ đại tiện tại chỗ nên thường để cơm dưới đất cho cụ bà ăn. Cụ bà vốn gãy chân vì để lấy bát cho nên đã ngã từ trên giường xuống đó và chết. Đến đây câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Không nhớ rõ chính xác là mấy năm sau,
Lưu Thị từ một người thân thể to, cao, khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói vang vang, đột nhiên bị trúng gió, tê liệt, miệng méo sạch, nói chuyện không rõ, vệ sinh đại tiện đều trên giường. Lưu Thị có một người con trai, hai người con gái. Con trai Lưu Thị là một bác sĩ có tay nghề tinh xảo, đó là niềm kiêu ngạo của Lưu Thị. Lưu Thị đời này toàn lực chăm sóc cho con trai. Sau khi con trai lấy vợ, sinh con đều do một tay Lưu Thị chăm sóc. Khi Lưu Thị bị liệt, vệ sinh đại tiện đều trên giường. Lúc này con gái lớn đang đón mẹ về nhà mình ở. Vì để tránh mẹ bị lở loét khi nằm một chỗ quá lâu, người con gái tuy bị cao huyết áp nhưng cứ một lúc lại lật người cho mẹ. Nhưng Lưu Thị thân người to lớn, người con gái thì bị cao huyết áp, mỗi lần lật mình cho mẹ lại bị mệt, huyết áp lại tăng, phải uống thuốc. Con rể đau lòng mà nói: như vậy không được, không thể tiếp tục thêm như vậy nữa. Vào một buổi sáng, người con trai trên 50 tuổi của Lưu Thị bất giác không dậy được, thế rồi ra đi. Nghe nói tim có vấn đề, nhưng mà người con trai này từ trước tới nay không hề có bệnh tim. Lưu Thị một thời gian dài không thấy con trai mình đến thăm, miệng nói không rõ câu mà hỏi thăm người nhà. Tuy mọi người đều nói là bận công việc, thế nhưng trên khuôn mặt đã biểu đạt ra câu trả lời. Lưu Thị nước mắt không ngừng rơi. Con người thường cho rằng mình nghĩ gì làm nấy, muốn hành ác thế nào thì hành ác thế đó. Có bao nhiêu sự việc đã biểu thị rõ ràng căn bản không phải là vậy. Câu chuyện về luật nhân quả, người ăn mày mù lòa. Vào một ngày nọ, một người ăn mày bị mù, bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán làm sưng lên một cái u. Anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận, vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau vừa cười cười. Một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi: cậu mỗi lần bị đánh như vậy tại sao lại vui cười hớn hở như thế? Lòng của cậu sao lại có thể rộng lớn như vậy? Người ăn mày mù nói: tôi đang tìm lại phúc báo của mình. Thật là khó hiểu. Tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên. Người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói: tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, cậu sẽ hiểu ngay. Thế rồi người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể. Trước đây rất lâu, cách kinh thành không xa có một gia đình giàu có, chủ nhân là Triệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi tới tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có con nên vô cùng vui mừng, đặt tên là Đại Hỷ. Hai vợ chồng họ vui mừng quá, không biết đối xử với người con thế nào cho phải, nên nuông chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được đấy. Thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình, người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta càng ngày càng hoành hành ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc. Một ngày Đại Hỷ đang đi trên đường, bắt gặp một cô gái xinh đẹp. Hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu, có hành vi khiếm nhã với cô gái. Cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này tới cứu cô gái đi. Ngày hôm sau Đại Hỷ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia ở. Vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra. Đại Hỷ đoán cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Đại Hỷ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. Có lẽ vì đánh trúng vào huyệt vị nên lão hòa thượng già ngã lăn ra rồi qua đời. Đại Hỷ bị quan phủ bắt, kết tội phải đền mạng. Hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải với con trai miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng. Ngay sau khi chuộc Đại Hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội, người mẹ bị lửa bốc lên làm mù đôi mắt, người cha bị bỏng liệt giường, thế rồi qua đời không lâu. Cả người cả của đều bị tan biến. Lúc này Đại Hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Hắn ra sức làm mọi cách để hiếu kính với cha mẹ, làm việc mà xưa nay chưa từng làm như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy mãi cho đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau Đại Hỷ cũng vì bị bệnh tật không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời tôi đã bị mù, bị người cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chai tàn tật. Tôi dựa vào chăm sóc của mẹ mình mà khôn lớn. Sau đó mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời. Tôi lại trở thành đứa trẻ mù và mồ côi.
Hôm ấy vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi, ngồi tựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa mắng vừa trách ông trời bất công. Mãi cho đến lúc mệt quá thiếp đi, lúc nào mà không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái làm tái hiện rất nhiều việc hung ác khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Cuối cùng ông lão thở dài và nói: tất cả những tội ác bản ấy người chứng kiến đều là người làm mà kiếp trước. Tội nghiệp của người quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí, mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Tội nghiệp vô cùng sâu nặng. Nhưng niệm tình, người cuối cùng đã tận hiếu với người mẹ già, nên người mới được đậu thai trở lại làm người. Được làm người nhưng mà phải chịu tội, ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của người kiếp này chính là mẹ người kiếp trước. Bởi vì kiếp trước người có hiếu với mẹ nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi người khôn lớn. Ở kiếp này nếu như người có thể giữ tâm tính làm người tốt mới có thể điều trừ nghiệp chướng, khổ tận cam lai, kiếp sau sẽ có phúc báo. Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Từ câu chuyện kể trên chúng ta có thể thấy, thiện ác có báo là thiên lý. Hành thiện tích đức để kiếp này, kiếp sau được hưởng phúc báo. Các bạn đã được lắng nghe video Chuyện Nhân Quả tập 8 Chết Chưa Phải Là Hết của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay, bộ truyện nhân quả này hấp dẫn, hãy đăng ký kênh, like, share video để ủng hộ cho kênh Tử Vi và MC Thiện Đức. Xin chào và hẹn gặp lại.